Dạ thưa cô chú anh chị thân mến, chiều hôm nay thì Hùng xin phép được gửi đến cô chú anh chị một căn nhà nằm ngay tại khu trung tâm Bàn Cờ, cách đường Cao Bá Quát và siêu thị Cóp Mắt của chúng ta tầm khoảng là 500m. Ngôi nhà có vị trí là lô góc hai mặt tiền đường, đường rộng khoảng là 6m, và ngôi nhà của chúng ta có diện tích là 52m và mặt tiền của nó rộng là 5m1. Đây, ngôi nhà rất là đẹp. Bên vỉa ngoài của nó khang trang và cứng cáp. Ô tô thì ra vào thông thoáng, có thể để xe ô tô thật thoải mái và bên hông con đường. Và nằm trong khu dân trí cao, xung quanh là tòa nhà, những tòa nhà nguy nga tráng lệ như thế này. Và đây là một nhà của giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa. Và đây là con đường hẻm 5m, chúng ta có thể để xe ô tô ngay tới đây. Và đây là khu dân trí cao, tất cả xung quanh đều là nhà cao tầng và rất là lớn. Còn ngôi nhà của chúng ta được rao bán với giá là được rao bán với giá là 5 tỷ. Ngôi nhà này bán với giá là 5 tỷ, có thương lượng nhẹ cho cô chú anh chị. Và đi bộ từ đây với chúng ta đi ra một xíu thôi là chúng ta sẽ tới được siêu thị Cóp Mắt, ra được đường Tố Hữu và chạy về với lại đường Võ Nguyên Giáp và chạy về trung tâm thành phố Đà Lạt. Hiện tại ngôi nhà đang cho thuê với giá là 18 triệu. Mọi người đang thuê. Bây giờ Hùng xin phép đưa cô chú chúng anh chị chúng ta đi bộ ra ngoài kia. Đi ở đây ra là chúng ta tới được đường Võ Nguyên Giáp. Đây, đi thẳng ra một xíu thôi, chúng ta tới được đường Cao Bá Quát đây. Từ Cao Bá Quát bước qua mấy bước là cho tới siêu thị Cóp Mắt. Dạ, xin giới thiệu với cô chú anh chị, phía trước của chúng ta là đường Cao Bá Quát đây ạ. Và từ đường Cao Bá Quát này mà chạy ra tới xíu là phía trước chúng ta là đường Lê Hồng Phong Nha Trang. Con đường Hùng đang đứng đây là con đường Lê Hồng Phong Nha Trang. Qua bên kia là con đường Tố Hữu. Và tới một xíu là chúng ta sẽ thấy siêu thị Cóp Mắt của chúng ta đây ạ. Và đi thẳng ra một xíu nữa là tới được đường 23 tháng 10. Chỉ 5 tỷ, chúng ta có thể sở hữu được căn nhà 52m2, 1 trệt 3 lầu tại trung tâm thành phố Nha Trang, vị trí Bàn Cờ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. Cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng nha. Cảm ơn chân thành tất cả mọi người đã yêu mến và ủng hộ cho Hùng ạ. Hãy tặng cho Hùng một like bên dưới video clip này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị mạnh khỏe trong mùa Corona này. Dạ, bí mật chị. Đây, đi bộ từ vào đường vào trong đây rất là gần ạ. Đây là nhà của chúng ta mà Hùng giới thiệu đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cho Hùng. Đất ở đô thị 100%. Chỉ cần đặt cọc là sang tên công chứng ngay lập tức.
Sao anh? Dạ.